anh em đang sơn nhé. Để vô trong coi cái ghe. Ghe Phượng Hoàng cũng sửa, cũng xong trước rồi. Ghe này là ghe tập mà ở sao sửa rồi phải không em? Sửa rồi à. Này là nữa hôm nay đem chiếc này xuống tập à? Ở chiếc này xuống hai chiếc kia hả? Xuống hai chiếc kia à. Vừa tập giờ luôn. Ở chiếc này, chiếc này chắc để trên cạn vì bởi vì từ từ chưa làm tới. Đúng rồi, dầm mới luôn hả? Dầm mới làm xong hết rồi dầm luôn đó hả? Quá đẹp vậy. Nữa mình sơn màu gì ta? Sơn APO đó. Vậy hả? Mình anh thấy dầm á, mình sơn nhiều màu nó phối phối á, đẹp lắm á. Ha. Đi chùa anh. Đi chùa sở thích ha. Dầm đẹp quá ha. Cái này là dầm bơi luôn hả? Dầm bơi. Vậy thì dầm thi đấu ha. Dạ. Dầm gầm đã tay thiệt. Bây giờ nó có mấy cái co này dễ ha. Thì mình khỏi mấy cái ông làm mấy cái co này. Dễ cầm. Ừ, nhưng mà nó cứng nữa. Cứng tay mình bơi tốc độ nhanh nó cứng nữa. À. Chiếc này thì sơn từ từ ha. Rồi xuống hai chiếc kia thôi, chiếc tập với chiếc thi đấu ha. Mình năm nay mình thi đấu con chiếc rồi ha. Con chiếc à. À. Chiếc này chiếc thi đấu nè. Ba chiếc này mà lên màu xong hết trơn rồi đó, chụp bên kia qua rất là đẹp đúng không? Đúng rồi. Nhìn thấy đã lắm. Mắt của ghe tập. Cái văn này mình dậm lại thôi ha. Cái văn này nữa hổng mình dậm lại thôi không? Nó còn mới mình dậm lại thôi. Chỉ có sơn mới là khúc đầu. Ừ. Khúc đuôi, thân giữa thì dậm lại. Thân giữa dậm lại. Khúc đầu khúc đuôi này làm mới luôn. Đúng rồi. Sơn mới luôn. Trần Dương ra dòng ra phía sau cho cả nhà xem cái đuôi ghe rất là đẹp á. Bữa trước Trần Dương vô đây thì cái đuôi ghe của ghe tập chưa có xong thôi cả nhà. Đây là ghe Phượng Hoàng kia ha, của Trần Dương vô ở đây thì ghe tập này chưa xong rồi cả nhà. Rồi và bữa nay cũng chưa xong tại vì còn lo cái lễ Delta trước, mới làm xong cái phần đuôi này cả nhà thì cũng chưa có sơn ha, thì cái phần đuôi này cũng từ từ làm tại vì ghe tập mà. Còn chiếc này là không có xuống rồi cả nhà, xuống chiếc kia, xuống chiếc này, xuống trước chiếc tập năm ngoái thằng Trần Câu. Thì hôm ngày lo đi quay đi chơi không cả nhà lễ á, nên Trường Dương không có ghi hình ghe ngon. Bây giờ trở lại với ghe ngon cả nhà, bắt đầu Trường Dương trở lại ghi hình ghe ngon cho cả nhà xem á. Rồi đây là đuôi Phượng Hoàng rồi cả nhà, đuôi ghe Phượng Hoàng ngày xưa ha, quá đẹp rồi cả nhà. Cái đuôi quá đẹp luôn. Trời ơi, cái quai văn rất là hoành tráng luôn nè, cái đuôi này. Đuôi đẹp quá cả nhà. Quai văn dài ra phía trước, đẹp rực rỡ luôn. Chiếc ghe Phượng Hoàng này đã từng đoạt giải rồi cả nhà, nên năm nay thi đấu ha. Hôm nay trở lại đường đua ha cả nhà. Cô dân bên đây thì ba chiếc, ba neo giống nhau luôn cả nhà. Ở đây cũng có dán ra đôi nữa kìa. Hàng lương đôi phía sau để tập vợ. Cô dân này rất là quen thuộc cả nhà.
đi đi giống như 3D ha. Lòn ở bên đây luôn. Cả nhà thấy chưa, quá đẹp không, cái lườn đó cả nhà, cái lườn quá đẹp ha, đều dễ sợ đẹp. Phía bên tay trái của ghe nè, bên đây sáng hơn rồi cả nhà. Ba anh em giống y nhau, sơn giống thịt màu với nhau luôn, quá trời đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra phía trước. À, qua văn này thì dài dài ra phía trước luôn nha cả nhà, dài ra phía trước luôn. Thì phía trước đầu ghe Phượng Hoàng cũng đã xong rồi cả nhà. Thì bữa chuyện chuyên vô thì chỉ còn có phần đuôi chút thôi. Bây giờ thì cũng đây cũng đã xong rồi. Chưa có lên mấy cây này thôi. Chùa Trôi Tâm Chắc, phường 10. Cặp mắt Phật giáo có gầu. Mắt quá đẹp ha. Sắc màu cả nhà. Quá đẹp, hoa văn quá đẹp, nổi 3D luôn á. Bây giờ ai cũng sơn hoa văn 3D nha cả nhà. Cái này nhìn hình ở ngoài không mấy nổi nha cả nhà, nó vô hình cái nổi vận 3D lên luôn. Đây thì thằng câu nhóc rất là nhiều ha, rất là bự luôn ha cả nhà, thằng câu nhiều lắm. Là ba chiếc ghe ở đây, trong nhà ghe này có ba chiếc ghe. Thì năm nay sẽ hạ chiếc này xuống thi đấu, chiếc kia xuống tập nha cả nhà. Chiếc này là Phượng Hoàng ngày xưa ha, còn chiếc kia là chiếc tập mỗi năm nha cả nhà. Đây là năm ngoái cũng là thi đấu luôn á. Thì ghe làm có nhiêu đó cả nhà, là xong hết trơn rồi đó. Còn chiếc ghe kia thì sơn để cho nó đủ bộ ba cả nhà, nên không hạ thủy nè, cũng chưa có gấp đó cả nhà. Rồi thằng câu đây bự không, thằng câu quá bự. Mình vươn phái cái bằng đuôi nè,
rất là đẹp cả nhà. Rồi Trường Dương cập nhật như thôi cả nhà. Thì ghe này cũng đã hoàn thành đó cả nhà. Ghe tập và ghe của ghe thi đấu của chùa Cho Tôm Chắc quận 10 cũng đã hoàn thành ha. Chỉ còn cái phần đuôi của ghe tập là chưa có sơn thôi. Thì còn dẫm phần đó lại nữa là xong. Thì bây giờ Trường Dương xin kết thúc video này tại đây cả nhà. Trường Dương sẽ cập nhật những đội ghe khác cho cả nhà xem ha. Bây giờ thì Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.